Cho phép tôi được thay mặt ban tổ chức xin gửi đến quý lãnh đạo, quý đại biểu, ban giám hiệu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, ban giám hiệu, quý thầy cô cùng tất cả các em học sinh thân mến, khi những cơn mưa mùa hè dần thưa thớt, những cánh phượng không còn đỏ rực trên sân trường, thì cũng là lúc thầy và trò trường Trung học Phổ thông Vị Thanh lại hân hoan đón chào năm học mới cùng một lứa học sinh đầu cấp. Đó là 480 em học sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầy cam go và thử thách. Giờ đây các em đã chính thức bước vào môi trường trung học phổ thông với thầy cô và bạn bè mới, cùng hành trình khám phá tri thức và hoàn thiện bản thân. Đầu tiên chúng ta cùng chào đón 45 em học sinh lớp 10A1 cùng với giáo viên chủ nhiệm là thầy Trần Nam Trung. Lớp 10A1 có 21 em học sinh nam và 24 em học sinh nữ. Trong năm học vừa qua, lớp có 38 em đạt học sinh giỏi, 100% đạt hạnh kiểm tốt. Lớp có 1 học sinh đạt giải, 3 học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử, 1 giải khuyến khích môn tin học. Trong năm học này, thầy và trò lớp 10A1 đặt mục tiêu lên lớp thẳng 100%, giữ vững thành tích học tập và đạt lớp văn hóa xuất sắc. Lớp thứ hai đang bước qua sân hệ, đó là lớp 10A2 cùng giáo viên chủ nhiệm là cô Lê Thị Phạm. Lớp 10A2 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh nữ. Trong năm học vừa qua, lớp có 30 em đạt học sinh giỏi, 100% học sinh đạt hạnh kiểm tốt. Lớp 10A2 có 1 học sinh đạt giải STEM cấp tỉnh. Mục tiêu của thầy và trò lớp 10A2 trong năm học mới này là 100% lên lớp thẳng, 100% hạnh kiểm tốt, nâng cao hơn nữa thành tích học tập và đạt danh hiệu lớp văn hóa xuất sắc. Đang bước qua sân lễ lúc này là tập thể lớp 10A3 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Lê Thị Bé Em. Lớp 10A3 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm học vừa qua, có 38 em đạt học sinh giỏi, 100% hạnh kiểm tốt, có 1 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn ngữ văn. Trong năm học mới này, thầy và trò lớp 10A3 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt lớp văn hóa xuất sắc. Ngay sau đây chúng ta cùng chào đón 45 em học sinh lớp 10A4 cùng giáo viên chủ nhiệm là cô Tô Thị Minh Anh. Lớp 10A4 có 23 học sinh nam và 22 học sinh nữ. Thành tích học tập của lớp 10A4 trong năm học vừa qua, lớp có 23 đạt danh hiệu học sinh giỏi, 100% học sinh đạt hạnh kiểm tốt. Mục tiêu của lớp trong năm học mới này là nâng cao hơn nữa tỷ lệ giỏi và đạt danh hiệu lớp văn hóa xuất sắc vào cuối năm. Tiếp theo ngay sau lớp 10A4 đó là tập thể lớp 10A5 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Võ Thị Đỗ Quyên. Lớp 10A5 có 44 học sinh, trong đó 24 em học sinh nam và 20 học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm học vừa qua, có 28 em đạt học sinh giỏi, 100% đạt hạnh kiểm tốt, có 2 em đạt huy chương đồng các quốc gia môn cầu lông. Mục tiêu của lớp trong năm học mới là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt lớp văn hóa xuất sắc. Đang bước qua sân lễ lúc này là tập thể lớp 10A6 cùng giáo viên chủ nhiệm là cô Lê Ngọc Bích. Lớp 10A6 có 43 học sinh, trong đó có 16 học sinh nam và 27 học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm học trước là 25 em đạt học sinh giỏi, 100% đều đạt hạnh kiểm tốt. Lớp có 1 em trong đội bóng đá đạt giải nhất môn bóng đá nam toàn quốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong năm học mới này, thầy và trò cùng đặt mục tiêu giữ vững thành tích 100% hạnh kiểm tốt, đạt danh hiệu lớp văn hóa xuất sắc và nâng cao hơn nữa thành tích học tập của lớp. Đang bước qua sân lễ lúc này là tập thể lớp 10A7 cùng với giáo viên chủ nhiệm là thầy Cao Mạnh Hùng. Lớp 10A7 có 45 học sinh, trong đó có 27 học sinh nam và 18 em học sinh nữ. Kết quả học tập của lớp có 100% đạt hạnh kiểm tốt, 27 em đạt học sinh giỏi. Có 1 giải nhất nội dung học vẽ mùa động khu vực đồng bằng sông Cửu Long bộ 3 nam. Mục tiêu của lớp trong năm học mới là nâng cao hơn nữa thành tích học tập và đạt lớp văn hóa xuất sắc. Tiếp theo chúng ta cùng chào đón 44 em học sinh lớp 10A8 cùng giáo viên chủ nhiệm là cô Dương Ngọc Hồng Nga.
lớp 10A8 có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh nam và 27 học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm vừa qua có 31 em đạt học sinh giỏi. Kết quả rèn luyện là 100% đều đạt thành tích tốt. Mục tiêu của lớp đề ra trong học này là 100% lên lớp thẳng, 100% hành kiểm tốt, phấn đấu hơn nữa nên kêu thành tích học tập và đạt lớp văn hóa xuất sắc. Tiếp sau đây chúng ta cùng chào đón tập thể lớp 10A8 cùng tập thể lớp 10A9 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Trần Thị Tao Ly. Lớp 10A9 có 44 em học sinh, trong đó có 17 học sinh nam và 27 học sinh nữ. Thành tích học tập của các em trong năm học vừa qua có 30 em đạt học sinh giỏi, 100% đạt hạnh kiểm tốt. Lớp có 1 học sinh đạt giải STEM cấp tỉnh. Mục tiêu của lớp trong năm học mới này là giữ vững và nâng cao hơn nữa thành tích học tập và đạt lớp văn hóa xuất sắc. Nam muốn và sơ gợi lúc này là tập thể lớp 10A10 cùng giáo viên chủ nhiệm là cô Trần Thị Thúy Hằng. Lớp 10A10 có 42 học sinh, trong đó có 20 học sinh nam và 22 học sinh nữ. Trong năm học vừa qua, lớp có 19 em đạt học sinh giỏi, 100% đạt hạnh kiểm tốt. Tập thể thầy và trò lớp 10A10 quyết tâm trong năm học này nâng cao hơn nữa thành tích học tập và rèn luyện. Và sau cùng xin một tràng pháo tay thật lớn chào đón lớp 37 em học sinh lớp 10A11 cùng với giáo viên chủ nhiệm là cô Trần Thu Phúc. Lớp 10A11 có 16 học sinh nam và 21 học sinh nữ. Thành tích học tập của các em học sinh giỏi 17 em, 33 em đạt hạnh kiểm tốt. Lớp có 1 em đạt giải khuyến khích cấp tỉnh môn lịch sử, 1 giải khuyến khích hội thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Mục tiêu của thầy và trò lớp 10A11 trong năm học này là nâng cao hơn nữa thành tích học tập và phấn đấu đạt lớp văn hóa xuất sắc. Đối với các em học sinh khối lớp 10 hôm nay là một ngày đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình khám phá tri thức và rèn luyện bản thân của các em. Trước mắt các em là một chặng đường mới với rất nhiều cơ hội và thử thách. Trang sách mới đã mở, bút mực đã sẵn sàng. Hãy để tri thức dẫn lối các em trên hành trình phía trước. Mỗi bài giảng chính là một hạt giống, hãy để tinh thần học tập của các em nảy mầm thành những bông hoa cỏ hương thơm nhé. Mùa thu ơi, mùa thu ơi, mùa thu thơm trang sách mới, tiếng hát ngày phê trường trong sáng như trời thu. Ngày khai giảng con vui háo hức, ngã ánh vàng được hồng hương, niềm hân hoan cấp sách đến trường, nghe tiếng trống cổng trường đã mở. Rồi trong khai trường chẳng thể nào quên.